Xin chào các bạn. Hôm nay tôi và các bạn sẽ tiếp tục giải đề thi năm 2016 đề Nepal phần nghe. Thì ở dạng này vẫn là 25 câu hỏi cho thời gian thời lượng là 35 phút. Hình thức này thì các bạn vẫn được nghe hai lần nhé, được nghe hai lần. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu. 안녕하십니까? 한국 산업인력공단입니다. 시험에 응시하신 모든 분들께 좋은 결과가 있으시길 바랍니다. 26번부터 50번까지는 듣기 문제입니다. 모든 문제는 두 번씩 들려드리겠습니다. 지금부터 듣기 시험을 시작하겠습니다. 다음은 26번부터 29번까지 문제입니다. 들은 것을 고르십시오. 보기 문제 산 정답은 4번입니다. 26번 나무 다시 들으십시오. 나무. 음, 다 반아 수 보. 왜냐면 랑코니에 이리, 우리가 이냐. 이십칠 번. 정도. 다시 들으십시오. 정도. 정도과. 다반수 보. 이십팔 번. 머리가 제일 아파요. 다시 들으십시오. 머리가 제일 아파요. 답 s 2 9번 봄에 안경을 샀어요. 다시 들으십시오. 봄에 안경을 샀어요. s 응. 다음은 30번부터 34번까지 문제입니다. 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 보기 문제 책상 위에 무엇이 있습니까? 1. 가방이 있습니다. 2. 컴퓨터가 있습니다. 3. 전화기가 있습니다. 4. 책이 있습니다. 정답은 3번입니다. 30번. 이것은 무엇입니까? 1. 칫솔입니다. 2 비누입니다. 3 세제입니다. 4 수건입니다. n 음. 다시 들으십시오. i ta 이것은 무엇입니까? 1 칫솔입니다. 칫 비누입니다. 3. 바. 세제입니다. 4. 수건입니다. 한맛왜안나 정사. 31번. 여기는 어디입니까? 1. 편의점입니다. 2. 영화관입니다. 3. 옷 가게입니다. 4. 가구점입니다. 다시 들으십시오. 여기는 어디입니까 4. 가구점입 편의점입니다. 편의점. 이. 나그항 영화관입니다. 두나잡지 옷가게입니다. 만 옷가게 그 항구나. 가구점입니다. 음. 만여러분이 đang xem phim. 32번. c a m 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 춤을 추고 있습니다. 2. 책을 읽고 있습니다. 3. 손을 씻고 있습니다. 4. 잠을 자고 있습니다. 다시 들으십시오. 32번. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 춤을 추고 있습니다. 2. 책을 읽고 있습니다. đọc s á c 3.

네대 있습니다. 3. 세장 있습니다. 4. 네장 있습니다. 다시 들으십시오. 33번. 자동차가 얼마나 있습니까? 세오도 데코몇 대? 1.

1. 공장 안에 있습니다. 2. 식당 뒤에 있습니다. 3. 화장실 위에 있습니다. 4. 회의실 옆에 있습니다. 다시 들으십시오.

옆에 있습니다. 다음은 35번부터 37번까지 문제입니다. 잘 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 보기 문제 이게 뭐예요? 시계예요. 정답은 2번입니다. 35번 내일 공장에 가려고 하는데 몇 시까지 갈까요? 내일 오전 10시까지 오세요. 다시 들으십시오. các bạn nghe lại lần nữa nhé. 내일 공장에 가려고 하는데 몇 시까지 갈까요? 음. Bạn Nam này hỏi là ngày mai thì phải đến xưởng. Thế thì mấy giờ đến thì, thì mấy giờ thì sẽ đến, đúng không? 내일 오전 응. 10시까지 오세요. Bạn nữa mới bảo làm sao ạ? À? Sáng mai thì 10 giờ, có mặt lúc 10 giờ, 10 giờ hãy hãy đến. Vậy là các bạn nhìn ở đây là đáp án là số số 1 nhân Đối với giờ thì các bạn nhớ cho tôi là số đếm. Làm sao ạ? Thuần Hàn, phút thì là Hán Hàn nhé. Rồi sang câu 36. 여기 공기밥 한 그릇 추가요. 그리고 반찬도 좀더 주세요. 네 손님, 잠깐만 기다리세요. 다시 들으십시오. 여기 공깃밥한 그릇 추가요. 그리고 반찬도 좀더 주세요. n m n y b h Cho một chút thức ăn nữa. Đẹp, xin mời. Vâng, thưa quý khách, làm ơn chờ, chờ tôi một chút. Vậy thì với bốn bức tranh này, các bạn nhìn thấy luôn là đang ăn. Vậy đáp án số, số 2 là đáp án, ăn chính xác. Ừ. Tiếp sang câu 37. 37번 시키신 대로 분뇨를 다 치우고 볏짚을 새로 깔았어요. 잘했어요. 축사가 깨끗해야 소들도 건강하게 잘 크는 거예요. 다시 들으십시오. 그거 시키신 대로 분뇨를 다 치우고 볏짚을 새로 깔았어요. Được nghe đến đây thôi Nên Bạn Nam thì mới bảo là theo như chỉ Dẫn của anh chị Hoặc là theo như sai khiến của anh chị Thì tôi đã dọn sạch phân và đã trải Phía chịp chính là Dơm dạ đó Rồi ừ. ừ. Làm rất tốt, anh làm rất tốt. Chuồng trại chăn nuôi thì phải sạch sẽ thì châu bò thì mới lớn nhanh được đúng không vậy là các bạn nhìn bốn bức tranh đây thì nhìn thấy đã bức tranh số 3 là đáp, bức tranh là đáp án là đúng. đúng không ạ rồi tiếp sang câu 38 đến câu 42 thì đây là một dạng câu mà người ta bảo làm sao ạ nghe đoạn hội thoại dưới đây và chọn cái đáp án đúng hoặc từ đúng mà có sự liên kết có sự tiếp nối 다음은 38번부터 42번까지 문제입니다. 다음을 듣고 이어지는 말로 알맞은 것을 고르십시오. 보기 문제 생일을 축하합니다 1. 죄송합니다 2. 감사합니다. 3. 신뢰합니다. 4. 미안합니다. 정답은 2번입니다. 38번. 리안 씨는 보통 주말에 무엇을 하세요? 1. 운동을 하거나 한국어 공부를 해요. 2. 한국어는 배우기가 어려운 것 같아요. 3. 자격증을 따려면 교육을 받아야 돼요. 4. 우리 같이 미용사 자격증을 따러 가요. 다시 들으십시오. 리안 씨는 보통 주말에 무엇을 하세요? Rồi, các bạn nghe vừa nghe câu hỏi là Lian Si thì vào cuối tuần ấy, thông thường thì bạn, bạn làm gì? bây giờ Bây giờ chúng ta xem 4 đáp án 1 2 3 4 này xem là đáp án nào sẽ phù hợp với cả câu câu hỏi câu nói vừa trên. Là Lian Si thì vào cuối tuần thì thông thường bạn sẽ làm gì? Rồi, đáp án số 1, Un-tông Hakuna Hanukkun Tôi làm sao ạ? Tập thể dục hoặc là học tiếng Hàn Quốc. Ờ, nghe có, nghe hợp lý đúng không? Rồi chúng ta nhưng mà chúng ta cứ để đấy đó. Xem đáp án số 2 Người ta hỏi thì bảo làm sao? Hanukkun, Peukika ở Tiếng Hàn Quốc có vẻ học tiếng Hàn Quốc có vẻ hơi khó. Việc học tiếng Hàn Quốc có vẻ khó. À, thì cũng không phù hợp với đáp án câu hỏi người ta là cuối tuần thông thường bạn làm gì đúng không còn câu số 3 trả kiếp chứng ngân ta ria miên cô yuk bắt nha nếu muốn mà nhận được chứng chỉ thì thì phải phải đi học phải đi đào tạo đi là cũng không không hợp rồi câu số 4 thì bảo là u đi gặt chi mì ông kiếp chứng ngân ta rơ khai ở chúng ta cùng nhau đi học để nhận lấy cái chứng chỉ về làm đẹp vậy là ở đây chúng ta thấy luôn đáp án một là đáp án chính xác đúng không ạ Người ta hỏi là, DNC cuối tuần thì thông thường bạn sẽ làm gì? Thì bảo là, tôi thử, thường chơi thể thao hoặc là học tiếng Hàn, Hàn Quốc. Đúng không ạ? Rồi, các bạn nghe lại một lần nữa đáp án, nhé. Yeah. 1. 운동을 하거나 한국어 공부를 해요 2. 한국어는 배우기가 어려운 것 같아요 3. 자격증을 따려면 교육을 받아야 돼요. 4. 우리 같이 미용사 자격증을 따러 가요. 39번 우리 오늘 점심 나가서 먹을까요? 1. 좋아요. 우리 다음에는 같이 먹어요. 2. 오후에 일이 많아요. 그냥 시켜 먹어요. 3. 아주 맛있어요. 요리를 정말 잘하네요. 4. 맞아요. 채소를 많이 먹으면, 건강에 좋아요. Ừ. 다시 들으십시오. Rồi các bạn nghe lại lần nữa nhé. 우리 오늘 점심 나가서 먹을까요? Rồi bạn Nam bảo là hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn trưa nhé. 1. Đúng không? Rồi câu 39 thì bạn Nam bảo là bây giờ chúng ta đi trưa nay chúng ta đi ra ngoài ăn trưa nhé. Vậy chúng ta xem 1 2 3 4 đáp án này xem đáp án nào phù hợp với cả câu câu hỏi câu nói vừa trên ở chỗ hai ô u đi ờ được đấy lần sau chúng ta đi cùng nhau đi ăn à thì không không hợp lý với cả câu cô nói vừa rồi đúng không vậy là loại đáp án một Sáng đáp án hai ô huê ý đi mà na cứ nhang kia ờ buổi chiều thì có nhiều việc lắm hay là chúng ta cứ gọi về ăn đi ừ nghe có vẻ hợp đúng không thì người ta bảo là ờ hôm nay trưa nay chúng ta đi ra ngoài ăn nhá chiều nay nhiều việc lắm gọi về ăn đi có nghĩa là không đi ra ngoài mà hãy gọi về ăn đi để bớt thời gian đi lại. Vậy là đáp án 2 thì chúng ta thấy là đáp án đúng, chọn đáp án luôn. Đi thi mà đọc được đáp án là các bạn chọn luôn nhé Còn bây giờ thì chúng ta cũng xem lại đáp án 3 và 4 họ nói gì. À chu mà sister yo uri chứng man chan ô ô rất là ngon. Bạn nấu ăn rất là giỏi. Đúng không? Vậy là cũng không hợp với cả câu nói là đi ra ngoài dù đi ra ngoài ăn chưa. Đáp án số 4. Mà chai ô, chè sốt rân mái nhi mà khư miên khớn căng nghe cho ai ô. Ờ đúng rồi, phải ăn nhiều rau vào. rau củ quả vào thì mới tốt cho sức khỏe. Ờ vậy là đáp án 2 là đáp án cuối cùng, đúng không? Rồi, sang câu 40. Nhưng mà các bạn vẫn nghe lại. bốn đáp án của câu 39, người ta sẽ đọc lại nhé. Chú ai 다음에는 같이 먹어요. 2. 오후에 일이 많아요. 그냥 시켜 먹어요. 3. 아주 맛있어요. 요리를 정말 잘하네요. 4. 맞아요. 채소를 많이 먹으면 건강에 좋아요. 40번 아주머니 요즘 어떤 옷이 많이 팔려요? 1. 조금만 기다리세요. 교환해 드릴게요. 2. 이 바지가 잘 나가요. 편하고 따뜻해요. 3. 치마는 없어요. 2층 옷가게로 가보세요. 4. 동대문 시장으로 가세요. 물건이 싸고 좋아요. 다시 들으시죠. 아주머니, 요즘 어떤 옷이 많이 팔려요? 음. Bạn Nam này hỏi nó cô ơi dạo gần đây thì cái áo nào thì bán được nhiều nhỉ? Hoặc là bán chạy đúng không? Tiếng Việt của mình vậy. Rồi đáp án số 1. Chú cư man kita đi xe Chú hoan nê thử đình kêu. Ờ nào mân chờ tôi một chút tôi sẽ đổi. Gửi cho. À vậy là không. Không phù hợp với cả câu. Câu nói rồi. ở trên. Rồi y bà chi ca chán ná ô. ha cô ta tứt Ừ. Thì các bạn thấy nào. Cái quân này này bán rất chạy. Nên mặc rất là thoải mái và còn ấm nữa Ờ với câu hỏi trên là Dạo gần đây thì cái quần áo nào thì bán Bán chạy Thì cô bán hàng mới bảo là cái quần này này Mặc rất thoải mái và ấm À vậy là chúng ta chọn được luôn đáp án hai là đáp án Chính xác Đáp án đúng Và chúng ta xem đáp án 3 và 4 Chí ma nên ập sờ Ý ốt ca kê Mà tôi không có váy đâu Hãy thử đi lên trên tầng 2 xem quần áo tầng 2 cửa cửa hàng quần áo trên tầng 2 xem à, thì không ừ. rồi câu đáp án số 4 thống tiên muốn si trang euro khá ừ, hãy đi đến chợ ở tiên muốn đi muốn cơn đi sao cô chủ hài làm sao ạ hàng hóa đấy thì vừa rẻ vừa tốt ừ, vậy là chúng ta cũng loại đáp án 1 3 và 4 và đáp án 2 là đáp án chính chính xác đúng không 1. Ừ. 조금만 기다리세요. 교환해 드릴게요. 2. 이 바지가 잘 나가요. 편하고 따뜻해요. 3. 치마는 없어요. 2층 옷 가게로 가보세요. 4. 동대문 시장으로 가세요. 물건이 싸고 좋아요. 41번. 저는 요즘 집앞 태권도장에서 태권도를 배워요. 예. 저는 태권도를 할수 없어요. 2. 태권도를 오래 하면 다리가 아파요. 3. 다음 주에 친구들과 태권도를 할 거예요. 4. 저도 태권도를 배우고 싶었는데 같이 배워요. 음. 다시, 음. 다시 들으시오. 저는 음. 요즘 집앞 태권도장에서 태권도를 배워요. 만남에 봐. Dạo gần đây thì tôi đang học taekwondo ở làm sao ạ? À? Ở một sân tập taekwondo ở phía trước nhà tôi. Đó, bạn Nam đưa ra cái như vậy thì xem một đáp án 1 2 3 4 thì đáp án nào sẽ phù hợp. Cho nên thích con tô rấn tôi thì không thể chơi taekwondo. Ừ. Nghe không phù hợp đúng không? Rồi câu số 2, đáp án số 2. Taekwondo rất tôi đê hà miên, thả đi ca Nếu mà tập hoặc mà chơi taekwondo nâu ấy thì sẽ bị đau, đau chân. Rồi, thả âm chu. Ê, chín cu tuần qua taekwondo rất tôi cờ ế tuần sau ấy, sang tuần sau ấy thì chúng tôi sẽ làm sao ạ? Chơi taekwondo cùng với các bạn. Ờ, à, đáp án người, người ta hỏi là tôi thì đang tập taekwondo, học taekwondo ở cái sân tập taekwondo phía trước nhà và đáp án số 4 là chờ tô thôi cần tô đơn béo cô sếp ở tôi cũng làm sao ạ muốn học tây quân đô thế thì chúng ta cùng nhau học đi ờ, hợp lý đúng không vậy là đáp án 4 là đáp án chính chính xác và đáp án đúng nếu mà thông thường các bạn đọc một hai ba ấy và loại trừ được rồi thì đáp án 4 sẽ là đáp án đúng nhá rồi sang đến câu 4 42 các bạn nghe nốt phần 1. 저는 태권도를 할수 없어요. 2. 태권도를 오래 하면 다리가 아파요. 3. 다음 주에 친구들과 태권도를 할 거예요. 4. 저도 태권도를 배우고 싶었는데 같이 배워요. 42번. 42. 미안해요. 길이 너무 막혀서 조금 늦을 것 같아요. 1. 여기에서 지하철로 환승하면 빨리 갈수 있어요. 2. 그럼 식당 안에 먼저 들어가서 기다리고 있을게요. 3. 회사가 많이 바쁘면 약속을 다음 주로 미뤄도 돼요. 4. 약속이 있어서 많이 늦을 것 같으니까 먼저 밥을 먹어요 다시 들으십시오 미안해요. 길이 너무 막혀서 조금 늦을 것 같아요 응, 해요죄송 미안해요. 길이 너무 막혀서 조금 늦을 것 같아요 길이 늦을 것 같아요 Rồi, chúng ta cùng xem đáp án 1 2 3 4. Người ta bạn Nam này bảo là xin lỗi nhé, đường tắc quá cho nên là n tôi đến muộn. Nếu Nếu mà chuyển đi bằng tàu ở đây thì có thể đi nhanh hơn. Ừ, vậy là đáp án này thì loại đúng không? Người ta đang tắc đường ngồi trên xe tắc đường mà người ta bảo đến muộn nên là xin lỗi nhé thì không hợp lý. Đáp án số 2. Krom xích tăng án nê mướn cho thư rô khi ta đi cô ít sân kể Đáp án 2 nó bảo. Nếu vậy thì tôi sẽ đi vào trong nhà ăn trước và ngồi ngồi chờ đó. À, vậy là đáp án 2 là đáp án đúng. Bởi vì làm sao ạ? Xin lỗi nha vì tắc đường quá nên là tôi đến muộn. Ở thế thì tôi đi vào trong nhà hàng ăn ngồi chờ. Đúng không? Vậy đáp án 2 là đáp án chính xác. Nhưng xem đáp án 3 và 4. 회사가 많이 바쁘면 약속은 다음 주로 미루어도 돼요. Nếu mà bận quá, ở công việc ở công ty mà bận quá thì hãy lùi lại cái cuộc hẹn đến tuần tuần sau. Uhm. Không liên quan đúng không? Rồi đáp án số 4. 약속이 있어서 많이 늦춘 것 같은 이가 먼저 바쁜 먹어요. 어, vì là đến đến muộn so với cuộc hẹn nên là ăn ăn trước

먼저 들어가서 기다리고 있을게요. 3. 회사가 많이 바쁘면 약속을 다음 주로 미뤄도 돼요. 4. 약속이 있어서 많이 늦을 것 같으니까 먼저 밥을 먹어요. 다음은 43번부터 48번까지 문제입니다. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 보기 문제 어디에 가요? 과일 사러 시장에 가요. 정답은 1번입니다. 43번 뚜안 씨, 왜 가방을 싸고 있어요? 내일부터 휴가라서 친구들하고 제주도에 가기로 했어요. 와, 좋겠어요. 잘 다녀오세요. 다시 들으십시오. 왜 가방을 Anh 있어요? vì câu 43 người ta hỏi là nam cha nên về cái ba nên xăm gì cả. Tại sao người con trai này đóng gói sắp xếp đồ áo cặp, ừ. đúng không? Rồi, cái chúng ta cùng xem là tại sao người con trai này đóng gói cặp nhé. 내일부터 휴가라서 친구들하고, 제주도에 가기로 했어요. Ừ. bạn này bảo là, từ ngày mai là ngày nghỉ cho nên là tôi cùng với các bạn đi, du lịch ở, jeju chu tô. 嗯, bạn nữa bảo ôi thích quá. chúc bạn đi, đi mạnh giỏi đi, vui vẻ nhé. và bây giờ, chúng ta nghe được luôn từ nhớ hen cả vậy là nhìn bốn đáp án thì các bạn thấy luôn nhớ hen là định đi du du lịch lên là mới đóng gói hành lý sắp xếp cặp vậy là đáp án một luôn chọn luôn đúng không còn đáp án số 2 người ta bảo là định đi đi làm đáp án số 3 là định về quê và đáp án số 4 là định chuyển chuyển phòng đáp án một luôn nhé rồi sang câu 44 thì đối với dạng các cái câu này thì khi mà trong khi mà các bạn đã chọn được đáp án rồi thì hãy nhanh chóng mà đọc câu hỏi của đáp án tiếp theo luôn của câu tiếp theo luôn ví dụ làm cha nên thổi mùa xuân à người con trai này sẽ làm gì vào thứ bảy thế là mình để đó thì sau đó chờ đến khi người ta đọc hết hai lần ấy thì mình sẽ nghe yeah. 44번 리안 씨, 이번 주 토요일에도 출근해요? 아니요. 이번 주말에는 일을 안 해요. 그럼 우리 집에 오세요. 둘째 아이 돌잔치를 하려고 해요. 정말요? 알겠어요. 꼭 갈게요. 다시 들으십시오. 리안 씨, 이번 주 토요일에도 출근해요? 아, 저, Người ta hỏi thứ bảy tuần này người con trai sẽ làm gì? Và bạn nữ người ta hỏi là Ờ, đi si. Thứ bảy tuần này thì cũng đi đi làm à? Ừ. 아니요. 이번 주말에는 일을 안 해요. bạn này bảo không. Tuần này thì tôi không làm việc. đó

bạn nam này sẽ đến nhà bạn nữ này để dự tiệc thôn trang chi của đứa con trai thứ hai và thứ bảy đúng không nghe được nội dung như vậy và chúng ta cùng xem bốn đáp án một hai ba bốn người ta nói gì đáp án một bảo là làm việc ở công ty không đúng không người ta khẳng định là cuối tuần được nghỉ đáp án hai là làm sao ạ mời bạn mời bạn bè ờ ừ, mời ai đâu đúng không rồi đáp án số 3 là chín cu chi pin pang han ta. À đến chơi ở nhà bạn, thăm ở nhà bạn. À vậy là đúng không? Đến nhà bạn để dự, dự tiệc thôn trang chi của đứa trẻ thứ hai mà. Vậy là đáp án 3 là đáp án đúng. Còn đáp án 4 nghỉ ở nhà. nó không, đúng. Đúng không, đúng không ạ? Thì đáp án 3 là đúng. Rồi chúng ta tiếp sang câu 45. Câu 45 thì người ta hỏi là gì? Nhớ cha ha cô nam cha nên chi cứ mua sân hầm ca. 그남은이 45번. 수피카 씨. 어제는 제가 좀 심했던 것 같아요. 미안해요. 아니에요. 저도 잘한 거 없는데요. 뭐. 죄송합니다. 앞으로 우리 더잘 지내 봅시다. 네, 반장님. 앞으로는 더 잘할게요. 다시 들으십시오. 수피카 씨, 어제는 제가 좀 심했던 것 같아요. 미안해요. Ừ, bạn Nam mà bảo, xin lỗi bạn nha, hôm qua thì tôi cũng đã hơi hơi quá xin hết tên của cặp tháio, hơi hơi quá. 아니에요. 저도 잘한 거 없는데요, 뭐. không có gì đâu, tôi thì cũng có có gì tốt đâu mà. Đúng không? 죄송합니다. Tôi xin lỗi nhá. 앞으로 우리 더잘 지내 봅시다. Ờ 앞으로 sau này thì chúng ta hãy sống với nhau thật thật tốt đi Ờ vậy là chúng nghe được nội dung vậy là hai người này đã xảy ra tình huống là cãi nhau đúng không hoặc to tiếng với nhau bây giờ mà là muốn muốn giảng hòa vậy là chúng ta hãy cùng xem đáp án số 1 sang tam hâm thì tạc đang tư vấn không đúng không đáp án số 2 hoa he hâm gì tạc đang hòa giải ồ ờ, được luôn đáp án hai là đáp án đúng còn đáp án ba là hẹn đáp án 4 là đang tổ chức cuộc họp 응, 왜 나다 답은 2는 답은. 정확. 네, 반장님. 앞으로는 더 잘할게요. 번 최근에 일을 하면서 음악을 듣는 분들이 많아졌습니다. 특히 우리 작업장에서는 위험한 공구를 많이 사용하기 때문에 작업에 집중하지 않으면 다칠 수도 있습니다. 우리의 안전을 위해서 일하는 동안에는 음악을 듣지 맙시다. 다시 들으십시오. 오 Nam cha ca iniền sợ market mà la cô cái người con trai này bảo là lý do mà nói rằng là đừng vừa đừng làm sao không? đừng nghe nhạc khi làm việc là gì Đó lý do mà người con trai nói rằng là Ra cô đừng nghe nhạc khi làm việc là gì hoặc là vừa làm việc vừa nghe nhạc là gì đúng không chúng ta hãy cùng nghe lại nhé 최근에... 일을 하면서 음악을 듣는 분들이 많아졌습니다. n thì rất có rất nhiều 특히 우리 작업장에서는 위험한 공구를 많이 사용하기 때문에 작업에 집중하지 않으면 다칠 수도 있습니다. đặc biệt là ở xưởng của c h ú máy móc rất là nguy hiểm cho nên là nếu mà vừa nghe nhạc vừa làm việc thì có thể xảy ra bị bị thương bị tai nạn 우리의 안전을 위해서 일하는 동안에는 음악을 듣지 맙시다. Uhm, để đảm bảo an toàn cho chúng ta trong lúc làm việc ấy thì khi làm việc không được nghe nghe nhạc. Uhm, đó là nội dung của câu 46 và chúng ta sẽ thì đáp án một hai ba bốn đáp án này xem là lý do mà người con người này nhắc là vừa không được nghe nhạc khi làm việc là gì đó chỉ cần trong nội dung bài các bạn thấy là à có thể gây bị thương gây tai nạn bây giờ chúng ta đã xin đã bán một xem là có không sarami sikuro haki temuni vì có thể làm người bên cạnh làm sao ạ làm ô nào cho người bên cạnh không đúng đúng không rồi đáp án số 2 ủy ăn ý đi xem kinh vì có thể phát sinh ra cái việc sự việc là nguy nguy hiểm đúng không đúng không trong quá trình làm việc có thể gây ra cái việc nguy hiểm như là tai tai nạn ừ vậy là đáp án hai là đáp án đúng đúng không ạ còn đáp án 3 và 4 thì chúng ta cùng xem sang cướp chai đi chan ăn thư li vì làm sao ạ? không thể nghe rõ được lời của cấp cấp trên ừ, không phải đúng không rồi đáp án số 4 thì người ta bảo là chắc cơ bản nửi về làm sao ạ làm cho công việc làm chậm trễ nửi ta chậm đúng không chậm trễ ừ, đó vậy là đáp án 2 là ba án đúng chưa rồi chúng ta cùng sang câu 4 bốn câu 47 người ta hỏi lại nhớ cha nên nắm chai kê cô ma hà cô tại sao người con gái này lại đang cảm ơn người con trai ờ, à, thì chúng ta cùng nghe câu 4 47 tại sao đang cảm ơn nhé 47번 공장을 옮기고 싶으면 외국인력상담센터에서 상담을 한번 받아보세요. 그래요? 어떻게 하면 상담을 받을 수 있어요? 전화로 예약한 다음에 방문해서 상담을 받으면 돼요. 알겠어요. 가르쳐 줘서 정말 고마워요. 다시 들으십시오. 공장을 옮기고 싶으면 외국인력 상담센터에서 상담을 한번 받아 보세요. 음. <목소리도> nếu muốn mà chuyển l à việc 그래요? 어떻게 하면 상담을 받을 수 있어요? À, vậy à, vậy làm thế nào để được được tư vấn? 어떻게 하면 상담을 받을 수 있어요? 전화로 예약한 다음에 방문해서 상담을 받으면 돼요. 음, đầu tiên là bạn phải chốn hoa, gọi điện thoại sau đó thì đặt lịch để mà đến trực tiếp được tư tư vấn. 알겠어요. 가르쳐 줘서 정말 고마워요. tôi biết rồi. Cảm ơn anh vì đã chỉ chỉ dẫn đã nói cho tôi. Tôi biết đúng không? Vậy là cảm ơn vì đã nói cho cái việc là hướng dẫn là để nhận được tư tư vấn. Vậy là nội dung người ta yêu cầu như thế và tại người, câu hỏi người ta hỏi là tại sao lại người con gái lại cảm ơn. Bây giờ chúng ta tìm bốn đáp án 1 2 3 4. Đáp án này xem đáp án nào là nói đến việc là cảm ơn do đã được tư chỉ dẫn được tư vấn được hướng dẫn nhé rồi đáp án số 1 tao đơn cùng trang ân he chúa sở vì đã giới thiệu cho cái nơi làm việc khác không giới thiệu đúng không rồi loại đáp án 1 đáp án 2 cùng trang ê sơ ý là giúp đỡ công việc vất vả ở nơi làm việc à, không giúp đỡ vậy loại đáp án 2 đáp án 3 sang tam center ý ông bờ bộ An án liêu sơ nói cho biết về cái phương pháp làm sao ạ gọi điện đặt nịch đến trung tâm tư tư vấn vậy là đáp án 3 là đáp án đúng và đáp án chính xác đó còn đáp án 4 thì chúng ta cùng xem là khặt chi sang tam center ấy sơ cùng đi đến trung tâm tư vấn à, loại đúng không vậy là đáp án 3 là đáp án đúng rồi chúng ta cùng, cùng sang câu 48 Câu 48 thì người ta hỏi là sau khi đoạn hội thoại thì người con gái này sẽ làm gì? Vậy chúng ta cùng nghe câu 48 xem là Sau khi hội thoại xong thì người con gái này sẽ làm gì? 48번 반장님, 리한 씨가 모습 받다가 손가락을 다쳤어요. 그럼 어서 구급 상자를 가지고 오세요. 구급 상자가 어디에 있어요? 사무실에 있는 책상 안에 넣어 두었어요. 다시 들으십시오. 반장님, 리한 씨가 못을 박다가 손가락을 다쳤어요. 네. Bạn này, nữ này mới bảo là Tổ trưởng ơi Đi ăn thì đang đóng, đóng đinh Thì bị bị đóng vào tay, bị gõ vào tay Nên là bị, bị thương vào tay Được chưa? Rồi 그럼, 어서 구급 상자를 가지고 오세요. Ờ, nếu vậy thì hãy mau mang cái Gì ạ? À? Cái hòm Hoặc cái cái thùng Thùng gì ạ? Cú cấp xăng cha, thùng cấp cứu ý Cái hòm này để đựng các loại thuốc bôi thuốc sát trùng các loại này. đơn giản sách cầm tay đó. Cứu cấp 상자가 어디에 있어요? ở ờ, thì, thì cái hòm đó ở đâu ạ? 사무실에 있는 책상 안에 넣어두었어요. Ừ, ở trong văn phòng và để ở trong giá giá sách 책상 안에. Ừ. được chưa? vậy là sau khi hội thoại xong người phụ người con gái này sẽ đi lấy cái cướp xăng cha. Ờ. À, đúng không? Và đi lấy ở đâu thì chúng ta hãy cùng xem bốn đáp án này. Nhé. Samusilo 갑다, à đi đến văn phòng. Ồ đúng rồi, đi đến văn phòng để sau khi hội thoại xong thì sẽ đi đến văn phòng để lấy cái cú cướp xăng cha đúng không? Thì đáp án một là đáp án đúng và chúng ta chọn được luôn. Và đáp án số 2 ấy thì người ta bảo là đi kiểm tra máy, máy móc. Đáp án số 3 thì bảo là đi làm sao ạ? dọn dẹp cái giá giá sách và đáp án 4 là đi mua thuốc ừ, vậy là đáp án một đúng không rồi sang câu 49 là câu 50 thì vẫn là cái dạng mà một đoạn văn và người ta yêu cầu trả lời hai câu câu hỏi thì chúng ta hãy cùng nghe nhé Thảo 49 번부터 50 번까지 문제입니다. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 답하십시오. 자, 이제 근해식 안전대를 어떻게 사용하는지 알겠죠? 네, 벨트식보다 안전한 것 같아요. 그리고 안전모를 써야 더 안전하게 작업할 수 있어요. 네, 알겠습니다. 그런데, 반장님, 어제 새로 받은 안전화가 좀큰것 같아요. 그래요? 발에 안 맞는 것을 신으면 안 되니까 잘 맞는 것으로 바꿔 줄게요. 네, 감사합니다. 다시 해만, 들으십시오. 자, 이제 그네식 안전대를 어떻게 사용하는지 알겠죠? 네. 음, 나, bây giờ chúng ta hãy cùng kiện xem là cái 그, cách 그, các bạn đã biết cái cách sử dụng cái gì ạ, cái dây đai an toàn rồi đúng không ạ? 네. 에 벨트식보다 안전한 것 같아요. 음, so v ớ cái m

Vâng ạ, cảm ơn Rồi, chúng ta xem câu 4 9 à, hai người này đang nói về cái gì à, Các bạn thấy luôn là dây đai an toàn này Mũ bảo hộ này, dây bảo hộ này À, biết ngay luôn được là Đang nói về các cái dụng cụ bảo, bảo hộ Đúng không Thì cái đáp án số 1 Người ta bảo phô hô cu pô quan cách bảo quản Không có hướng dẫn chỗ nào hết Đáp án 2 là Áp dụng, sử dụng cái đồ bảo hộ Đáp án 2 là đáp án đúng và đáp án số 3 là poku cu chứng à cách mà làm sao ạ sửa chữa hoặc là để thay đồ dùng bảo, bảo hộ chứng bị sửa chữa bảo dưỡng đó. rồi câu số đáp án số 4 nó bảo là poku hô xin ờ thất rất lạc mất đồ bảo hộ vậy là đáp án hai đúng không rồi đáp câu bốn mươi năm mươi thì người ta hỏi là ờ Thả âm trung tư này ông qua khặt thân cơ sân một nghe cái giống với nội dung mà các bạn nghe được ở dưới đây là gì. Được chưa? Rồi các bạn cùng xem. Đáp án số 1 nam cha nên án chân mô đơn sư nôn phán bơ mô đơn tả. À, người con trai này không biết cái phương pháp sử dụng. Hoặc là không biết cái cách mà đội mũ bảo hộ. À, loại đúng không? Người ta đội rồi. Rồi đáp án số 2 người ta bảo nam cha nên. Người con trai này thì làm sao ạ? Đã nhận được cái mũ bảo hộ nhưng mà hơi to. Ừ, hơi to Ừ. hơi rộng đó loại cái gì rộng ạ un, un tông hoa đúng không un chân hoa ừ. rồi đáp án số 3 thì nhớ cha nên làm chay án chân hoa đơn hoặc cua chú cô tả à người con gái này làm sao ạ định làm sẽ đổi một đôi giấy bảo hộ hộ mới cho người con con trai đúng không đáp án ba là đáp án đúng bởi vì làm sao ạ nó rộng hơn so với chân cho nên người ta sẽ đổi lại còn đáp án số 4 thì người ta bảo dưới cha nên ăn chân sai ông người con gái này thì không biết cái phương pháp sử dụng cái dây đai an toàn đúng không đáp án ba là ban đúng vừa rồi thì tôi và các bạn cũng đã giải xong 25 câu phần nghe của đề 2016 Nepal chúc các bạn học và ôn tập tốt xin chào và hẹn gặp lại các bạn